Rồi bây giờ em sẽ cho con khủng long bạo chúa này chiến hai cặp loa nha các bác nhá. Các bác nghe đoạn thì xong em sẽ giới thiệu chi tiết về con này cho các bác. Hiện tại em đang cho nó đánh với hai cặp, một cặp Mỹ và một cặp Nhật, đều cầu hình rất là khủng. Đây này các bác này, đang chơi hai cặp này các bác nhá. Đây là pin SX1 250. Đây đó là dòng size lớn của Pioneer các bác nhé, SX1250. Con này thì được cả âm sắc lẫn cả công suất. Đấy, em sẽ cho các bác xem. Con này công suất nó rất là khủng. Đây em đang ghép một cặp A một cặp B. Đấy, đây là dòng âm ly xuất Mỹ, điện 120V, công suất tiêu thụ là tận 650W cơ, tức là rất là lớn. Đấy, các bác nhìn em đang đấu là hai cặp, một cặp loa Kenwood 9300 của Nhật, cặp này sở hữu bát 40 với cấu hình có một bát 40, một trung trầm, một trung, ba loa tép giấy và một siêu tép. Đấy, còn cặp Infinity Cup 38 thì cấu hình của nó là một bát 30, một trung trầm, một trung đôm, hai tép về mid, tép em mít một trước và tép em mít một cái đằng sau. Chiều cao của hai cặp này thì đều rơi vào khoảng tầm hơn 1m một chút, hơn 1m2 một chút. Bề ngang cặp cặp này thì nó rơi vào khoảng tầm độ gần 60. Cặp này thì nó rơi vào khoảng gần 50. Đấy, một cặp Mỹ, một cặp Nhật. Mà em cho âm ly để nó đánh thử hai cặp cho các bác nghe. Dòng này ấy, thì công suất thì nó không phải bàn, rất là khỏe. Tuy nhiên cái phần âm sắc thì các bác lưu ý giúp em là âm sắc của dòng này thì nó hơi khác biệt so với những cái dòng âm ly nhỏ hơn. Nó chỉnh những cái tần số, ví dụ tép thì nó sẽ có hai chiếc áp và bass cũng có hai chiếc áp. Các bác nhìn nhá, thì là nó sẽ như này, nó sẽ chia ra. Ví dụ tép nó sẽ chia ra chiếc áp của cái tần số là 10 kHz. Đấy, còn thêm một cái nữa, chiếc áp nữa là nó chia tần số là 20 kHz. Đồng thời là cái dòng bass nó cũng vậy, bass thì nó cũng sẽ chia ra tần số là 50Hz và 100Hz, thì tức là chỉnh cái gì ạ, nó liên quan đến loa của các bác. Những cái cặp loa mà cái tần số bass nó xuống không sâu ấy, tức là loa đại ý là loa mà rẻ tiền thì cái tần số bass nó không xuống không sâu thì cái tần số bass và cái chiết áp của 50Hz này các bác cho nhỏ thôi, các bác đừng cho to. Các bác để cắt tầm 5 khoảng 2,5 hoặc 0 thôi. Cho to thì nó sẽ sinh ra cái gì ạ? Sinh ra đuôi. Đuôi bát ấy. Bởi vì cái bát của các bác, tức là cái bát nó xuống, cái dải trầm nó xuống không được sâu đến mức đấy mà các bác cố cho nó thì nó sẽ thành ra là có đuôi và nó bị ù bát. Thì các bác chỉ tập trung để cứ này mà các bác tỉnh tập trung ở cái dải tầm 100Hz này thôi. 100Hz này thôi. Đấy. À, tại sao người ta để cái biên độ chỉnh chiết áp của cái tần số bát 100Hz này lớn, rộng như này? Bởi vì có lý do, bởi vì cái tần số này thì nhiều dòng loa phổ thông có thể xuống được. Đấy, các bác nhá. Đấy, như tép cũng vậy. Cái dải cao này, tần số mà 20.000Hz này thì cũng rất ít loa có thể với được cái mức độ đấy. Cho nên cái biên độ tần số của dải 20Hz nó cũng rất là hẹp. Và nó chỉ tinh chỉnh ở cái mức các lớp khác nhau, ví dụ cộng trừ khoảng 5 này, 5, 2,5 này, đấy, nó giống như cái này. Thì cái này thì các bác cũng lựa vào cái loa của mình.
Ví dụ với những cái cặp loa Infinity như thế kia, loa Mỹ, tép nó sử dụng tép EMIT thì cái tần số tép của nó có thể ngoài 20.000 nhạc được. Thì các bác có thể tinh chỉnh cái này tùy vào bài. Đấy, nó còn phải tùy vào bài nhạc nữa các bác nhé. Đấy, còn cái tinh chỉnh, còn cái chiết áp này của nó thì nó có thể biên độ chỉnh rộng hơn, bởi vì nhiều dòng loa có thể lên được tầm này. Chỉ đôi điều về cái dòng âm sắc của con này nhé. Âm sắc của con này thì nó rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Một con âm ly cực kỳ gấu, size của nó là khoảng size 60 nhé các bác nhé. Mặt quắc của nó thì cũng rộng phải đến tầm 50 đấy. Mặt phay nhôm. Đây là dòng receiver cổ, vỏ gỗ. Đấy, điện 120, hàng xuất Mỹ. Và đương nhiên nó là xuất Mỹ rồi thì đương nhiên là loa Mỹ nó đánh cũng rất là tuyệt vời. Có những cái cặp loa Mỹ chỉ cần công suất nó đẩy tốt rồi là tiếng nó hay rồi. Đấy, nhưng mà cái dòng này nó lại thêm cái phần âm sắc nữa, do đó chỉnh mà nó rất là tốt. Đấy. Giá của con này em sẽ để tiêu đề tin để các bác tiện theo dõi. Đấy, tùy từng con nhé các bác nhé. Con này đích danh con này sẽ có giá của con này. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.